Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh của nhĩ tĩ thể thân ý giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của nhãn giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thường của nhĩ tĩ thể thân ý giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Osionfish. chính cái danh vô thường của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không Chính cái danh khổ của Nhĩ Tĩ thiệt thân ý giới là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không Chính cái danh ngã của nhãn giới là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không chính cái danh ngã của Nhĩ Tĩ thiệt thân ý giới là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không chính cái danh vô ngã của nhãn giới là đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không chính cái danh vô ngã của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không Chính cái danh không của nhãn giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh không của nhĩ tĩ thể thân ý giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất không của nhãn giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất không của nhĩ tĩ thể thân ý giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu tướng của nhãn giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh hữu tướng của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của nhãn giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tịch tịnh của nhãn giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của nhãn giới là Đại Bồ Tát chăng? bạch thế tôn không chính cái danh viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không Chính cái danh vô lậu quẫn giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô lậu của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh xanh của Nhãn Giới là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh xanh của Nhĩ Tĩ Thể Thân Ý Giới xanh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh diệt của Nhãn Giới là Đại Bồ Tát chăng? bạch thế tôn không chính cái danh diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn faselm, không chính cái danh vô tội của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc Niết Bàn của Nhĩ Tĩ Thiệt Thân Ý Giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại nội của nhãn giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại nội của Nhĩ Tĩ Thiệt Thân Ý Giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của nhãn giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của Nhĩ Tĩ thể Thân Ý Giới là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của nhãn giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của nhĩ tĩ thể thân ý giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không lại nữa thiện hiện cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao chính cái danh của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của thanh hương vị xuất pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của thanh hương vị xuất pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tướng của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh viễn ly của sắc giới là đại bồ tát chăng Bạch thế tôn không, chính cái danh viễn ly của thanh hương vị xúc pháp giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh bất viễn ly của sắc giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh bất viễn ly của thanh hương vị xúc pháp giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không. Chính cái danh hữu vi của sắc giới là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc sanh tử của sắc giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc sanh tử của thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc niết bàn của sắc giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không chính cái danh tại nội của sắc giới là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại nội của thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của sắc giới là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại ngoại của thanh hương vị xúc pháp giới là Đại Bồ Tát Trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh tại dưỡng gian của sắc giới là Đại Bồ Tát Trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của sắc giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không lại nữa thiện hiện cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao chính cái danh nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh không của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất không của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tướng của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu nguyện của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không? chính cái danh hữu nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh viễn ly của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu vi của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tội của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát Trăng. bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn thức giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không? chính cái danh thanh tịnh của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc sanh tử của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của nhãn thức giới là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thuộc niết bàn của nhĩ tý thể thân ý thức giới là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của nhãn thức giới là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại nội của nhĩ tý thể thân ý thức giới là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại ngoại của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khả đắc của nhĩ tý thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của nhãn thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh bất khả đắc của nhĩ tý thể thân ý thức giới là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không lại nữa thiện hiện cái gọi là đại bồ tát theo ý ông thì sao chính cái danh nhãn xúc là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thường của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? bạch thế tôn không chính cái danh lạc của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh lạc của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh khổ của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của nhãn xúc tôn, là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh ngã của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô ngã của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất tịnh của nhãn, tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh không của nhãn xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh không của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh bất không của nhãn xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh bất không của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại Bồ Tát chăng? Bạch thế tôn không, chính cái danh hữu tướng của nhãn xúc là đại Bồ Tát chăng? bạch thế tôn không chính cái danh hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là đại bồ tát chăng Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịch tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất viễn ly của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh bất viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu vi của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu vi của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô vi của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu lậu của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh hữu lậu của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô lậu của nhãn xúc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh vô lậu của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh xanh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh diệt của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của nhãn xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của nhãn xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh hữu tội của nhãn xúc là đại bồ tát trăng Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu tội của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô tội của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh vô tội của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không, chính cái danh hữu phiền não của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng. Bạch Thế Tôn không chính cái danh hữu phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của nhãn xúc là đại bồ tát chăng bạch thế tôn không chính cái danh thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của nhãn xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đại bồ tát trăng bạch thế tôn không chính cái danh thanh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không, chính cái danh thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không. Chính cái danh thuộc thanh tử của nhãn xúc là Đại Bồ Tát Trăng, Bạch Thế Tôn không.